Rồi Phương xin kính chào quý anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh Phương Cá Vlog. Lời nói đầu tiên cho Phương xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý anh chị cô chú. Mà hôm nay là mùng 7 Tết, Phương nhận được một cuộc điện thoại của cô bé. Cô bé là cô 10 á. Quý vị xem kênh của Phương thì quý vị cũng biết cô 10 là ai. Là kênh của anh Trọng Cà Mau á thì mọi người sẽ biết cô 10. Thì cô 10 có điện cho Phương á, là với lời nhắn là: Phương ơi, bây giờ có một anh này ảnh ở nhà trọ, ảnh nuôi chó, mà bây giờ là không biết vì lý do gì mà người ta không cho anh nuôi nữa, nên người ta kêu anh là: một là đem cho con chó đi, hoặc là bán con chó đi; hai anh đem con chó anh đi ra đường luôn, không cho anh ở đó nữa, tại vì là người ta nói là chó nó sủa gây ồn ào, tại vì ở khu đó là khu nhà trọ, chó sủa ồn ào. Thứ nhất, thứ hai là nó đi vệ sinh này nọ rồi dội tới dội lui với lỗ cống này nọ nó hôi, tại vì khu đó khu nhà trọ mà, nên người ta không cho anh đó nuôi nữa đó. Nên là cô bé mới nhắn cho Phương cái số điện thoại và cái của anh đó để mà đi qua nhận cái chó. Thì hiện tại bây giờ là đang Phương đang đứng ngay khu này, khu Lam, khu dân cư Trung Lam ở quận 7 đây nè. Đó, cho mọi người xem khu này, khu Trung Lam nha. Đó, phía trước này là đi ra là ngã ba Trịnh Xuân Soạn, là bờ sông á cậu. Đó, để mà đi về quận 8, về Dương Mới Trạch quận 8. Còn ở cái khu trong này là cái khu đi vô nhà cô 10 nè. Đó, đi vô nhà cô 10. À, khu trong này là Phương cũng đã từng cứu mấy bé rồi trong này rồi. Đó, bây giờ là Phương đi vô anh đó xem coi tình hình thế nào. Đây là hành trang của Phương. Đó, tại vì mấy ngày nay Phương lưu bu quá. Đó, hành trang của Phương đây nè. Mà mọi người chờ xem nha. Dạ, Phương đang đứng ngay cái chỗ cái khu nhà trọ của anh đó ở nè, là đợi anh đó anh dẫn bé chó ra. Đó, khu này nó cũng vắng lắm. Này là hẻm này là dưới chân cầu Him Lam. Đó, quẹo vô. Nó là nằm đường Trần Xuân Soạn. 1041 62 của anh là 128, đây là 130. Đó. Thì ở trong này thì khu nhà trọ cho thuê nhỏ nhỏ, công nhân đồ ở nhiều. Đó, tại vì giờ mấy ngày Tết mà còn có, nó còn trong mùng quá nên nó còn vắng lắm, chứ bình thường nó nhộn nhịp lắm. Đói bán đồ ăn đồ uống rồi. Bé nó đây à, anh đút cái đậu vô đây luôn em. Chơi dạ 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 không sao, giờ đi về mình kia ở nha, ngoan nha, giỏi hơn không. Mày sao à, anh không nuôi nữa, người ta cho không cho nuôi hả? Đúng rồi, kể là chị quán la, bà nói người chó có câu là đập mọi lúc xuống người ta hình như chị la. À, ý là sợ nó vệ sinh rồi mình dội nước nó dơ gì. Mày chó này hồi kỳ cô bé cho anh hả? Hả, đâu á, chó này anh mua vịnh nuôi mà. Ủa gì chứ không phải con chó của bà? Chó này anh nuôi được lớn mấy tháng rồi. Còn cái này có hai đứa nhất á. Hình như hồi bữa kỳ đó nó tên gì em? Lucky. Lucky nữa hả? Ủa sao trùng tên nó rồi? Bữa mới cứu một con về cũng Lucky. Anh đặt tên Lucky ra cũng đẹp, đặt tên Lucky là may mắn đúng không? Dễ thương. Dễ thương, nó hiền không? Hiền, nó hiền lắm. Hiền veo hả? Ừ. À, rồi ok. Đó, bé nó này anh mua về anh nuôi, anh có chích ngừa nữa không? Không. Không chích đâu, không thả đâu hết trơn, tại nhốt trong nhà mà. Chưa chích người vô sử dụng luôn chưa quá. Chưa gì hết trơn á, có chút xíu rồi cái đầu nó về. Vậy anh lâu đây được mấy năm rồi hả? Đâu có, mới mấy tháng rồi hả? Ừ, mấy tháng bự vậy. Ừ.
lương có chút xíu rồi mới mua nó đây cũng mấy được mấy tháng. Này là do chủ nhà ở đây nó sợ là dội nước dơ bẩn đâu không? Ảnh hưởng thì chớp gì. Tao nghe mùi hôi thì tao vốn bả. Dạ. Rồi. Rồi ok anh. Này bây giờ anh đăng ký kênh của em đi là mai mốt anh up video lên là anh thấy nó. Anh đăng ký kênh YouTube của em đi. Anh không biết sợ anh đâu cái gần bao nhiêu tiền. Đây đây anh chỉ em nhá xiết vô tới thịt nó luôn rồi. Được rồi. Đúng rồi em ơi. Vậy xiết vô tới thịt nó luôn. Đúng rồi giờ tính ra né bờ. Chặt quá thì xuống quá. Bỏ luôn ha. Rồi bỏ luôn anh. Trời ơi, cái cột dây ở đâu này nọ, lúc là nuôi trong bỏ cho nhà tắm á thì nó có đỡ hơn. Nhưng mà nhà tắm giờ á nó chặt quá. Ở trước thì giờ lại nó sự ghê luôn. Rồi giữ làm kỷ niệm nó đi. Rồi mới được cộng nha, nó trời cộng dây dài lắm thì nó cái dịch đứt cái hoài đó từ đoạn đoạn hoài. Rồi ok anh. Rồi có gì em đăng ký kênh của em cho anh rồi đó, có gì anh bùng bù anh dở lên coi. Ôi ôi nó hằng cái cổ nó chiếc thịt nó luôn rồi. Giật để em mang cửa sổ giật hoài à. Hai giờ về về bên kia ở nha con. Chiếc cổ luôn quá trời. Cái cổ này mà xiết chừng tháng hay tháng nữa thú thịt luôn. Xiết cổ. Ngoan, có ngoan lắm. Về tới nhà chưa về tới nhà đâu, nó nghe tiếng xe nó mừng rồi. Lúc kia. Ngoan nha, về ba nuôi nha. Rồi em cảm ơn anh nha. Rồi có gì anh coi kênh em mà anh thấy nè. Rồi về coi ok mới sáng nó bự vậy đó. Rồi về có sân thả thoải mái. Rồi ok rồi cảm ơn. Rồi Phương đưa bé nó về tới trạm an toàn rồi nha mọi người. Đây, bé nó về trạm rồi nè. Để con về đây ngoan nha, không giữ nữa à. Vậy đây còn không giữ nữa. Về đây ngoan nha con. Không giữ à. Không giữ à. Rồi Phương xin hẹn mọi người ở video sau. Phương xin cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi clip của Phương. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người nhớ cho Phương một like, một chia sẻ và một bình luận nha. Để góp cho Phương thêm. Để Phương xây dựng cho máy ấm của Phương nó hoàn thiện hơn. Rồi Phương xin cảm ơn mọi người. Gì lồng? Gì lồng? Nó lồng. Xì, nó xì, nó nhóc.